chào mọi người. Hi. Đang nói chuyện với ai vậy? Đang nói chuyện với ông xã. Ông xã. Hôm nay thì bộ ba sẽ ở một cái khách sạn khác là Fusion. Sao thấy quay cái video nào cũng ở khách sạn, cái mọi người hỏi là mỗi tháng vô khách sạn ở. Đây mình sẽ cho các bạn coi một cái room tour, đó là cửa ra vào nè. Ở đây sẽ có một cái bếp. Đó, xong rồi có giường. Rồi đây là Shane đang quay phim. Ăn đi, ăn đi. Sao ông qua tới đây trò chui vô đây nói chuyện với ông xã luôn á. Xong rồi đây là hai cái giường. À, thật sự là cái khách sạn, đây là cái phòng lớn nhất ở đây rồi mà nó nhỏ như vậy luôn á. Và đây là restroom. Wow, so nice. Hi. Thì bây giờ Tiên và mọi người vừa mới nhiều gương quá nè, thích quá nè. Vừa mới order đồ ăn và bây giờ sẽ ăn nha. Trời ơi, Shane ơi, quá bừa. Mọi người ơi, hôm nay vlog của Tiên nhàn rỗi thôi. Thật sự nha. Tại vì chỉ toàn là ăn xong rồi cái làm việc. Xong rồi làm việc không à. Nó cũng có gì mà thú vị. Thú vị, quá thú vị hết. Tiên thì mày xong. Đó. Không ăn đi. Thì quay đi. Có thấy tao không? Có. Shane chưa quay video xong mọi người. Mà tụi mình đó. Cho nên là xin lỗi Shane nha. Mì khô. Mẹ ơi. Hôm nay mình lại ăn bom tròn nữa. Sao? Tại ngon quá. Đang ăn nữa. Đây là original nè. Đây là tỏi giòn. Miếng. Tại vì tao không biết là sao. Chị Nguyên ngồi nó vừa đào mà vừa men ngồi cái gọi là xoài á. Rồi, xem quay xong rồi, trời ơi, cuối cùng. Hello mọi người. Hello, hello. Sao tao mày thẳng giờ tay mày dũa vậy? Không, trời ơi, sao giờ mà hỏi tao này vậy? Thiệt luôn á. Hỏi mấy câu mà mày subscribe bỏ tao thì subscribe bỏ thiệt. Ok. Lại đi nè. Ok, bây giờ sẽ quay đi chụp hình cho Nguyên. Nguyên ơi, vô. Wow, bling bling. Wow, đây đang muốn chụp hình đúng không? Chụp không? Chụp. Mày bộ đồ nãy, mặc bộ đồ này chụp. Bộ đồ này xinh mà. Mày mặc cái này. Hai. Làm gì vậy? Để đổ xuống tay. Hiện tại là vẫn đang đợi Shane quay phim. Chưa xong luôn, hồi nãy đổi cảnh, nãy quay đây. Giờ đổi cảnh đang qua đây. Tiên sẽ cho các bạn xem view khách sạn rất là đẹp. Đó là Vitaco nè. Đó, xong rồi ở dưới kiểu xa xa kia là Vinhome. Phòng này cũng khá là nhỏ cho nên là đi đâu là gặp nhau à.
Hiện tại thì đi đâu vậy? Đâu đi, đi vô đây, khổ ghê vậy. Đang làm việc. Làm việc quá. Nè làm việc nè, đó mọi người ơi. Hôm nay là một ngày tối thứ sáu nhưng mà vẫn còn rất nhiều việc. Đáng lẽ là định đi chơi á nhưng mà Tiến Nguyên không đi được luôn. Tiến Nguyên không được. Sen với lại Abby là maybe. Tiến Nguyên là bây giờ việc ngập đầu nên là phải làm. Nhưng mà vẫn là thao, vẫn rất là xuyên đang quay vlog cho các bạn. Thật sự. Follow Jane to the Instagram. Ok, lại là ăn tiếp nè. Thật sự chúng mình lại ăn hơi nhiều nha mọi người ơi. Nguyên ơi, à, uống trà sữa nè. Đèn giờ ăn rồi. Đồ thiếu bắt mang. Đồ thiếu bắt mang á mọi người. Mệt. Hủ tiếu chuông vàng, hủ tiếu tây vàng. Cái chanh cho mày không ta? Mọi người ơi, Chen xin... ăn như là ăn hả? Như là ăn đồ, như là ăn đồ kiểu. Hồi đó nhớ đi học lúc nào tao cũng ăn cái gì mà nước tao ăn chanh quá vậy. Trời ơi, nó ăn chanh mà nó dắt như là hả? Bị... như là muốn tiêu chanh vậy. Bây giờ tao vẫn vậy luôn á, tao ăn như là ăn phở chanh. Quá chua. Thôi, nay rồi mà mọi người. Mọi người ăn hủ tiếu Nam Vàng vào buổi tối. Ê, sao video nào vẫn ăn hơi nhiều nha. Thấy video vlog rồi gì kỳ ghê. Ê, mình nhớ mì xào chị Huệ lắm luôn á. Mì xào uống thầu. Bả hả? Không mà lắm luôn, 35 chàng nha. Thì hả? Bả biết mình học chữ quốc tế. 35 ngày không ăn rau hả thì? Chết thiệt á. Không ăn rau. Đó, y ngon quá. Y đỉnh kho. Nhưng mà ô tất cả. Đỉnh cao. Hủ tiếu. Ăn hủ tiếu uống trà sữa. 1 giờ khô sáng. Khô gà hả? 1 giờ sáng. Khô gà là gì? Yes. Còn đang ngủ và Tim sẽ đi xuống ăn sáng chưa? Đây. Let's go. Trời mặt sáng dễ sợ. Mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng. How you? Dạy, sao khi nào cái vlog là tao cũng kêu tụi bay dạy là sao vậy? Đây tới giờ check out rồi mấy đứa. Good morning. Good morning. Hello. Hi. Yeah. Bây giờ thì mọi Tiên và Sen và Nguyên đang chuẩn bị check out phòng để đi ra Vincom để đổi cái đôi giày. Hi Nguyên. Hello. Say hi. Giờ dậy rồi đó mọi người ơi, cuối cùng. Finally. Cuối cùng. Trời ơi. Hello mọi người, hiện tại thì Tiên đã về tới nhà rồi và
đã kết thúc một buổi đi chơi giống như là đi làm việc đối với tất cả các YouTubers bao gồm Nguyên và Shane. Thì qua cái video này thì Tiên chỉ muốn cho các bạn hiểu hơn về cuộc sống của chúng mình làm gì, chúng mình làm việc như thế nào, chúng mình nói chuyện chơi ăn như thế nào để cho các bạn có thể có được một sự gần gũi hơn đối với Tiên, Nguyên và Shane. Và Tiên cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video lần này. Nhớ follow Tiên, Shane cũng như là Nguyên trên Instagram, cũng như là subscribe YouTube của tụi mình nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sắp tới. Bye bye.